Yên của nó đa số như thế mà. Xương mất đi. Vuông. Vuông đây. Nó lật lên đây cả một cái chỗ này là cái hòm đồ. À. Con này hoàn chỉnh được không? Mấy triệu? Chục triệu. Nó tầm khoảng 13 triệu. Cả xe thì khoảng 13 triệu, 12, 13 triệu. Mình nó có chở sang bên kia lấy khung làm lại khung như là chế đầu. Máy bên em có. Đấy. Cái chỗ này là để mới về cầu 65 cm, sử dụng cho các bạn làm xe ba bánh cho người khuyết tật này. À, cái cầu này chỉ có 65 cm thôi nhé. Hiện tại thì bên em có các cái dòng cầu như 60 này, 65 cm này, 70 này, 80 này, 90 này, 1 m này, 1 m 1 này và 1 m 2 nhé. Thì các bạn lựa chọn cái mẫu nào thì các bạn chọn mẫu đấy. Thì với cái dòng 70, 80 cho đến 1 m 2 thì cái đường kính tong bua của nó là 180. Còn với cái dòng cầu 60 này thì đường kính tong bua của nó là 16 các bạn nhé. Cái đường kính tong bua càng lớn thì phanh nó càng ăn. Thì bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983818955. Đây là cầu 65 cm nhé. Xin nhắc lại là bên mình có các loại như là 60 này, 65 này, 70, 80, 90, 1 m, 1 m 1 và 1 m 2. Thì khi các bạn lắp bánh thì nó sẽ thường thường là tính thêm một thân bánh nữa. Bánh dày 8 phân thì sẽ cộng thêm khoảng 7 phân. Đấy thì các bạn cứ thế các bạn cộng thêm vào. Thì cầu đối với cái cầu 65 thì các bạn lắp bánh thì nó lên khoảng 72, 73 gì đấy là nó sẽ rất là đẹp.